Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Như anh em đã biết, ngày 13 tháng 9 vừa qua, sự kiện Nintendo Direct đã diễn ra hơn 46 phút, giới thiệu hàng chục tựa game mới, cũng như là những cập nhật mới rất đặc sắc sẽ phát hành vào cuối năm nay, kéo dài đến giữa năm sau 2023. Đáng kể nhất là tựa game It Takes Two, Game of the Year đã đặt chân lên Switch, hay tựa game chiến thuật Fire Emblem Engage, hoàn toàn mới, rồi đến Octopath Traveler 2, và cái tên đáng chờ đợi nhất, Breath of the Wild 2, chính thức có tên là The Legend of Zelda, Tears of Kingdom. Ok, cùng mình điểm qua trong video tóm tắt này nhé. Để mở màn cho sự kiện Direct, Nintendo đã tung ra luôn tựa game rất đáng chờ đợi là Fire Emblem Engage. Phần game mới mang theo loại chiến thuật đánh theo lượt rất nổi tiếng của series, nay đã trở lại với dàn nhân vật mới, cũng như là nhận được sự trợ giúp từ những nhân vật huyền thoại của game trước đây như là Marth hay Celica. Tựa game sẽ chính thức đến tay game thủ vào ngày 20 tháng 1 năm 2023. Even tougher when they're turned into dolls. It Takes Two, tựa game đã đạt giải Game of the Year vừa qua, giờ đây sẽ lên Switch, mang lại câu chuyện thấm đượm tình vợ chồng và cũng là tựa game co-op xuất sắc nhất hiện nay. Nếu có bạn bè hay người thân cùng chơi thì nhất định không được bỏ qua It Takes Two nhé. 4 tháng 11 tới đây, game sẽ chính thức phát hành trên Nintendo Switch. Every corner. In addition to single system play, the game can also be played on two systems via local wireless or online with a pal via the free friends pass. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. It Takes Two launches on the Nintendo Switch system November 4th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After mysteriously vanishing as a child, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse sẽ được làm lại phiên bản remaster và sẽ có mặt trên Switch vào đầu năm 2023. What ancient rituals will be revealed? Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse launches for the first time in the West on Nintendo Switch next year. Xenoblade Chronicles 3 được tung ra bản mở rộng mới vào ngày 13 tháng 10 tới đây, giới thiệu thêm nhân vật mới Ino, cũng như là tính năng Challenge Battle. Wave 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch October 13th. Nautical nonsense begins when... Tựa game về chú bọt biển đáng yêu trình diễn gameplay đặc sắc và sẽ có mặt trên Switch vào năm sau. 3D platforming adventure, you'll travel through portals to seven outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest, launching on Nintendo Switch next year. Finish Boxing, Fist of the North Star. Tựa game vừa chơi vừa vận động khá thú vị trên Switch vào tháng 3 năm 2023. Various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Ubisoft giới thiệu tựa game có tên là Outballers, mang thể loại dodgeball rất vui nhộn mà bạn có thể tranh tài cùng bạn bè hoặc là chơi online tối đa 6 người. Game sẽ phát hành vào đầu năm 2023. Theo chân chú cáo nhỏ đáng yêu khám phá hòn đảo bí ẩn và vượt qua vô số chướng ngại vật nguy hiểm trong Tunic, game sẽ phát hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây. From Mission sẽ remake lại cả 3 phần 1, 2 và 3, mang đến lựa chọn thú vị cho các fan dòng game chiến thuật theo lượt. This November, Front Mission 2 remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Story of Season, A Wonderful Life, tựa game nông trại sau 20 năm đã được hồi sinh trên hệ máy Nintendo Switch. Không chỉ có trồng trọt, chăn nuôi, anh em sẽ còn tham gia nhiều hoạt động khác như là câu cá, săn bắn, tìm kho báu cổ, hay trò chuyện với các nhân vật trong thị trấn để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Game sẽ phát hành vào mùa hè năm 2023.
Splatoon 3 công bố Splatfest đầu tiên của mình. Bạn và đồng đội sẽ tham gia vào Splatfest, chọn một trong ba phe và vượt qua những thử thách trong game để chiến thắng càng nhiều càng tốt và nhận lấy những phần thưởng giá trị. Thời gian diễn ra Splatfest là vào ngày 23 đến 25 tháng 9 tới đây. Mặc dù đã bị rò rỉ trước đó nhưng Octopath Traveler 2 vẫn nhận được sự thu hút cực lớn. Tựa game nhập vai theo lượt rất thành công của Square Enix nay sẽ lên Switch vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Fae Farm được công bố chính thức bởi đội ngũ phát triển của Douglas sẽ đến tay game thủ Switch vào đầu năm 2023. Theater Rhythm Final Ballad, tựa game hành động âm nhạc vui nhộn với 385 bản nhạc chọn lọc từ series nổi tiếng Final Fantasy sẽ phát hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Mario Rabbids Spark of Hope tiếp tục tung thêm trailer mới giới thiệu DLC với sự xuất hiện của Rayman. Rune Factory 3 Special được phát hành vào đầu năm 2023 và cùng với đó là lời xác nhận cho một phần game mới đang được phát triển. Thành viên của gói dịch vụ Nintendo Switch Online Expansion Pack sẽ có thêm nhiều game miễn phí để chơi như là Pilot Wings 64, Mario Party phần 1, 2 và 3, Pokemon Stadium v.v. Various Daylight, tựa game đặc sắc trên Apple Arcade đã đặt chân lên Switch. Factorio, tựa game đặt vào tay game thủ quyền xây dựng và điều hành các nhà máy công nghiệp sẽ lên Switch vào cuối năm. Eve, tựa game có tên rất ngắn, Eve, chứ không phải là Inbox nha anh em. Tựa game indie khá creepy được giới thiệu cho Nintendo Switch. Mario Striker Battle League nhận được bản update thứ 2 bổ sung thêm nhân vật Pauline và Diddy Kong cũng như là sân bóng mới. Atelier Ryza 3 Alchemist of the End and the Secret Key phát hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. DLC mới cho Mario Kart 8 Deluxe sẽ được tung ra vào cuối năm. Nintendo Switch Sports Golf Update sẽ cập nhật thêm môn golf mới hỗ trợ tối đa 8 người chơi vào cuối năm nay. Pikmin 4 cùng với Pikmin Plum bất ngờ được giới thiệu mặc dù là chưa có thước gameplay nào, nhưng đây cũng là một tựa game rất đáng hóng nha. Just Dance 2023 cho các dancer đam mê nhảy nhót được tung trailer mới. Tựa game trồng trọt, nhập vai, Filu, Harvest Stella mở demo ngay hôm nay và sẽ phát hành bản full vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Chị đại của thế giới Bayonetta 3 có ngay trailer mới giới thiệu thêm gian nhân vật trong game. Studio của loạt game Danganronpa giới thiệu hàng mới Master Detective Achieve Grand God. Siêu phẩm kinh dị Resident Evil phần 2, 3, 7 và 8 sẽ lên Switch dưới dạng Cloud version. Một bất ngờ nữa trong sự kiện Direct đó chính là tựa game võ thuật rất hot trên PlayStation là Sifu cũng sẽ lên Switch vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sẽ đến tay game thủ vào ngày 13 tháng 12 cuối năm. Còn ngay bây giờ thì anh em có thể mua và chơi ngay tựa game Radiant Silver Gun. Endless Dungeon được ấn định ngay phát hành vào tháng 2 năm sau.
Tales of Symphonia Remaster được giới thiệu cho Nintendo Switch vào đầu năm 2023. Và một số tựa game đã ấn định ngày phát hành như Life Strange Arcadia Bay Collection, Romancing Saga Minstrel Song Remaster. Lego Brick Tales. Disney Speedstorm. Fall Guys Season 2. Kirby Return to Dream Land Deluxe được tung ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm của biểu tượng Kirby đáng yêu, nay đặt chân lên Nintendo Switch sau thời gian rất thành công trên hệ máy Wii. Chúng ta sẽ lại được theo chân Kirby phiêu lưu vượt chướng ngại vật với những kỹ năng sao chép rất thú vị của em ấy. Và cuối cùng, Save the Best for Last. Bom tấn sẽ được để dành cuối cùng chính là siêu phẩm The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cái tên mới thay cho tựa đề chỉ đơn thuần là sequel khiến cho các fan Zelda phấn khích hơn bao giờ hết. Nó làm mình cảm thấy đây không phải là một phần kế thừa của Breath of the Wild mà là một phần game hoàn toàn mới, nơi Link có tầm hoạt động rất rộng như là nhảy từ đảo bầu trời xuống nè, phóng mình lên không trung, thậm chí là bay lượn thả ga để khám phá nhiều miền đất mới. Tuy nhiên thì sau những phân khích ấy thì tin không vui mấy, đó chính là ngày phát hành của game lại bị tiếp tục delay tới ngày 12 tháng 5 năm 2023. Có vẻ như đây sẽ là ngày phát hành chính thức của em nó rồi, thôi thì ráng chờ tiếp vậy. Ok, và trên đây là toàn bộ những tóm tắt của mình về sự kiện Nintendo Direct vừa qua. Tuy hơi trễ nhưng hy vọng cũng đưa những thông tin hữu ích đến cho anh em hệ Switch. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên Học viện Gaming nhé. Bye bye!